Quý vị kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài ký tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 65%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Go Dầu và thị xã Trắng Bàn. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm 65%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ C, độ ẩm 68%. Khu vực phía Tây, tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 64%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm 64%. Mực nước cao nhất tại cô dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 1 đến 1,10 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, chim cánh cụt là loài chim với thân hình ngộ nghĩnh sống chủ yếu ở Nam Bán Cầu với nhiệt độ trung bình hàng năm thấp nhất trên trái đất. Chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin về những chú chim cánh cụt mập mạp nhưng ẩn chứa khá nhiều điều thú vị này nhé. Chim cánh cụt hay còn gọi là chim cụt cánh là một nhóm chim nước không bay được, vốn rất thích nghi cho cuộc sống trong nước. Chim cánh cụt có bộ lông tương phản nhau, gồm các mảng sáng và tối và chân chèo để bơi lội. Chúng dành khoảng một nửa cuộc đời trên cạn và nửa còn lại ở biển. Việc chim cánh cục không biết bay từng là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. Chim cánh cục không thể bay, tuy nhiên chúng có thể bơi rất giỏi. Chim cánh cục có thể bơi khoảng 15 dặm một giờ, vượt xa khuya chương vàng Olympic quốc tế môn bơi lội Michael Phelps với 4,7 dặm một giờ. Chúng có thể lặn dưới nước với kỷ lục khoảng 20 phút và độ sâu tới 564 mét để bắt cá mực và những sinh vật giáp sát nhỏ để ăn. Chim cánh cụt đẻ trứng như bao loài chim khác, thông thường chim cánh cụt có thể đẻ được khoảng 2 quả trứng một lần sinh sản. Trứng của chim cánh cụt sẽ được nở trong vòng 45 ngày ấp. Chim bố mẹ sẽ nuôi con trong vòng 13 tháng và rời đi. Một số loài chim cánh cụt có thể giao phối cả đời, nhưng khi các loài chim khác chỉ giao phối một mùa. Những con chim cánh cụt đực sẽ đảm nhận vai trò ấp trứng trong vòng khoảng 2 tháng, trong khi những con cái sẽ đi kiếm ăn trên biển. Trong suốt quá trình ấp, chim cánh cụt bố sẽ ngưng các hoạt động đời thường, chỉ chú tâm vào công việc bảo vệ trứng. Chúng dùng chất béo dự trữ trong cơ thể để duy trì sức lực. Thông thường, những con cánh cụt đực sẽ giảm mất một nửa trọng lượng cơ thể sau quá trình này. Khi kết thúc giai đoạn 2 tháng, cánh cụt đực và cái sẽ luôn chuyển vai trò để đảm bảo sức khỏe cho bản thân chim cánh cụt là loài sống theo quần thể có tính xã hội cao, luôn tập trung theo bài đàn. Mỗi quần thể có thể lên tới hàng chục ngàn con. Mặc dù số lượng đông và khó kiểm soát như thế này, nhưng mỗi cặp đôi cha mẹ cánh cụt chúng đều có thể nhận biết và trong chừng đứa con của mình thông qua thính giác đặc biệt. Trong cộng đồng xã hội chim cánh cụt, chúng giao tiếp và trao đổi thông tin với nhau qua ngôn ngữ cơ thể bằng cách sử dụng đầu và chân chèo của mình. Đặc biệt, đối với loài cánh cụt các nhà nghiên cứu không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước tình cảm trong mối quan hệ mẹ con của chúng. Khi con cái bị lạc mất con hoặc con của chúng chết, nó sẽ tìm cách bắt cóc của gia đình khác mang về nuôi. Lý do giải thích hợp lý nhất có lẽ là do những con mẹ không chịu được nỗi đau mất con và phải tự lừa dối mình. Quý vị thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.